Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Thu Lê Store, nơi cập nhật những thông tin mới nhất và nóng nhất về câu lạc bộ MU và bóng đá châu Âu. Sau đây là thông tin chi tiết bản tin tối ngày 29 tháng 7. Mời quý vị và các bạn cùng đón. MU đứng ra đảm bảo Greenwood sắp tái xuất. Mason Greenwood nhiều khả năng sắp trở lại thi đấu cho MU mai tức khi câu lạc bộ đứng ra đàm phán với các nhà tài trợ. Mason Greenwood không được thi đấu kể từ tháng 1 2022 sau khi bị cáo buộc hiếp dâm, cưỡng bức và hành hung bạn gái. Nhưng mọi cáo buộc với tiền đạo người Anh đã được tòa án xóa bỏ vào tháng 2 2023 do bạn gái của cầu thủ rút đơn kiện. Hiện Greenwood đã nối lại tình cảm với bạn gái và mới đón đứa con đầu lòng. Tuy nhiên Greenwood vẫn bị treo giò vì MU tiến hành điều tra nội bộ. Sau gần nửa năm, Quỷ Đỏ vẫn chưa thể công bố kết quả điều tra với Greenwood, khiến tương lai của ngôi sao 21 tuổi luôn ở trong tình trạng bấp bênh. Đặc biệt khi kỳ chuyển nhượng hè chỉ còn vài tuần, Greenwood hiện được một số câu lạc bộ Syria quan tâm nhưng MU chưa đưa ra quyết định. Trong động thái mới nhất, MU đã đứng về phía Greenwood này trở lại thi đấu trong màu áo Quỷ Đỏ. Theo Sun Sport, MU đang đàm phán với nhà tài trợ lớn Asiad để hãng đồ thể thao này phê duyệt kế hoạch cho Greenwood trở lại đội 1. Các cuộc thảo luận đã thu về những tín hiệu tích cực. Asiad đã tài trợ cho MU 750 triệu bảng trong bản hợp đồng 10 năm được ký từ năm 2015. Sau khi Greenwood dính đến pháp luật, Asiad lập tức cắt tài trợ của cầu thủ này. Phía MU cũng không được phép đưa Greenwood trở lại thi đấu nếu không có sự đồng ý từ hãng đồ thể thao khổng lồ của Đức, vì điều này nằm trong hợp đồng. Nếu Adidas bật đèn xanh cho Greenwood trở lại đội 1 MU, các nhà tài trợ khác gần như cũng sẽ làm theo. Điều này sẽ mở ra cơ hội cho tiền đạo người Anh thi đấu trong đội hình của Ten Hag trong mùa giải mới. Nguồn tin nói với Sun Sport, những tín hiệu ban đầu từ Adidas là tích cực. Nếu họ không đồng ý, thật khó để nhìn thấy cầu thủ trở lại thi đấu. Nhưng họ đã thông báo rằng sự trở lại của Greenwood không phải là trở ngại không thể vượt qua. Họ không phản đối kịch liệt cho điều đó. Harry Maguire chê West Ham là đội bóng nhỏ. Theo Sky Sports, hậu vệ Harry Maguire của Manchester United muốn chơi cho một câu lạc bộ lớn hơn West Ham United. Harry Maguire đang trải qua những ngày tháng khó khăn trong sự nghiệp. Trong trận thua 0-2 của MU trước Real Madrid, trung vệ người Anh vào sân và bị la ó dữ dội. Mặc dù không mắc sai lầm, nhưng cứ mỗi khi có bóng là những tiếng la ó, huýt sáo lại vang lên. Trước đó trung vệ sinh năm 1993 bị huấn luyện viên Erik ten Hag tước băng thủ quân. Với việc chỉ đá chính có 9 lần ở giải Ngoại hạng Anh mùa trước và chỉ là sự lựa chọn thứ tư ở vị trí trung vệ, việc Maguire mất băng đội trưởng là điều dễ hiểu. Anh được cho là buồn và tức giận sau quyết định của nhà cầm quân người Hà Lan. Báo chí Anh đồn rằng Maguire sẵn sàng rời đi ở hè 2023. West Ham là đội bóng muốn có cầu thủ 29 tuổi nhất. Búa tạ đã gửi lời đề nghị trị giá 20 triệu bảng cho tuyển thủ người Anh, nhưng MU ngay lập tức từ chối. Man đỏ muốn 40 triệu bảng cho ngôi sao của mình. West Ham có thể tăng giá mua cầu thủ của MU. Tuy nhiên theo Sky Sports, Harry Maguire muốn chơi trong một câu lạc bộ lớn hơn West Ham. Theo đó cầu thủ sinh năm 1993 muốn chơi cho những đội bóng cạnh tranh những danh hiệu thay vì chỉ đua trụ hạng như đại diện của thành London. Maguire sẽ ưu tiên những đội bóng như Tottenham hay Newcastle. West Ham cũng quan tâm đến việc ký hợp đồng với Scott McTominay từ MU khi họ tìm kiếm sự thay thế cho Declan Rice, người đã chuyển đến Arsenal với giá 105 triệu bảng. Tuy nhiên MU ưu tiên giữ chân cầu thủ người Scotland. Real Sociedad muốn giải cứu người thừa của MU. Real Sociedad đang tính hỏi mượn tiền vệ Tony Van de Beek của Man United với tùy chọn mua đứt khoảng 8 triệu bảng. Sau khi David Silva bất ngờ giải nghệ vì chấn thương, Real Sociedad buộc phải tìm người thay thế, cựu tiền vệ 37 tuổi. Sau thời gian cân nhắc, cái tên mà đội bóng của La Liga nhắm đến là Donny Van de Beek của Man United. Cụ thể, theo Noticias của Tây Ban Nha, Real Madrid đang đàm phán với Man United cho một hợp đồng mượn tiền vệ Donny Van de Beek kèm tùy chọn mua đứt với giá vào khoảng 8 triệu bảng. Quỷ Đỏ đang muốn bán Fred hoặc Van de Beek để lấy tiền chiêu mộ Ramos Haaland,
cùng với Sofyan Amrabat. Với việc Fred đang ở rất gần Galatasaray, Mai Đức có thể dễ dãi hơn ở thung vụ Van de Beek khi cho phép tiền vệ người Hà Lan cập bến Sociedad dưới dạng cho mượn. Vào đầu tháng này, Van de Beek đã trả lời lấp lửng về tương lai của mình. "Hiện tại thật khó để nói về tương lai của tôi sẽ ở đâu", tiền vệ người Hà Lan trả lời sau khi ghi bàn giúp MU đánh bại Lyon ở trận giao hữu. "Có thể tôi sẽ ở lại, nhưng cũng có khả năng rời đi. Tôi đang tập trung để đạt thể trạng tốt nhất có thể để được tiếp tục thi đấu", Van de Beek nói. Từ đầu kỳ chuyển nhượng hè đến giờ, đã xuất hiện một vài đội bóng muốn có sự phục vụ của Donny Van de Beek. Lần lượt Roma rồi Celtic được đồn đoán đã liên hệ với tiền vệ 26 tuổi, nhưng chưa thương vụ nào thành công. Donny Van de Beek gia nhập Mai Tức hồi hè năm 2020 với giá 40 triệu bảng. Tuy nhiên anh dính quá nhiều chấn thương nên không thể đóng góp nhiều cho Quỷ Đỏ. Cụ thể, từ khi cập bến Old Trafford, tiền vệ người Hà Lan đã nghỉ thi đấu 243 ngày, bỏ lỡ 56 trận đấu vì các vấn đề về chấn thương. Thậm chí khi lành lặn, Van de Beek cũng không được huấn luyện viên Mai Tức tin tưởng xếp đá chính. Tương lai của tiền vệ 26 tuổi càng trở nên mờ mịt hơn khi Mason Mount gia nhập Quỷ Đỏ trong mùa hè này. MU báo tin xấu về cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa trước. Mai Tức xác nhận tiền vệ Kobbie Mainoo phải nghỉ thi đấu ở giai đoạn đầu mùa 2023-2024 vì dính chấn thương ở trận thua Real Madrid. Ở trận MU thua Real 0-2 cách đây 2 ngày, Kobbie Mainoo đã đá chính. Tiền vệ 18 tuổi không may phải rời sân ngay phút thứ 5 vì chấn thương mắt cá. Kobbie Mainoo bị đau sau pha va chạm với Rodrigo. Tình trạng của Kobbie Mainoo khá nghiêm trọng khiến tiền vệ người Anh phải chống nặng rời sân. Sau các cuộc kiểm tra ban đầu, Quỷ Đỏ vừa cập nhật thông tin về ngôi sao trẻ người Anh. Trên trang chủ, MU cho biết Kobbie Mainoo dính chấn thương mắt cá. Quỷ Đỏ xác nhận tiền vệ người Anh gốc Ghana sẽ lỡ giai đoạn đầu mùa 2023-2024. Kobbie Mainoo đã rời Mỹ trở lại Anh. Tại Manchester, các chuyên gia của MU sẽ đánh giá thêm tình trạng của Kobbie Mainoo để đưa ra phác đồ điều trị cho ngôi sao trẻ. Trước khi MU thông báo tin xấu, Kobbie Mainoo đã đăng tải thông điệp khẳng định sẽ sớm bình phục, đồng thời gửi lời cảm ơn người hâm mộ. Như vậy, Kobbie Mainoo không gặp may ở mùa giải, anh được dự báo có thể bước tiến lớn trong sự nghiệp. Kobbie Mainoo thể phong độ ấn tượng ở đội trẻ MU mùa trước khi giành giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa. Vì thế, huấn luyện viên Erik ten Hag quyết định đôn Kobbie Mainoo lên đội 1 ở chiến dịch 2023-2024. Nhà cầm quân người Hà Lan dành sự ưu ái đặc biệt cho Kobbie Mainoo khi bố trí tiền vệ 18 tuổi đá chính ở 4 trong 5 trận giao hữu hè 2023 của MU. Casemiro, nhắc tới MU là phải nhắc tới chiến thắng. Tiền vệ Casemiro tỏ ra rất tự tin về việc MU với sự dẫn dắt của huấn luyện viên Erik ten Hag đang đi đúng hướng trên đường tìm lại ánh hào quang xưa. MU trong mùa giải đầu tiên được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Erik ten Hag đã để lại những tín hiệu tích cực. Quỷ Đỏ chấm dứt cơn khát danh hiệu 6 năm với chức vô địch Carabao Cup, đồng thời lọt top 4 Premier League để đánh dấu sự trở lại Champions League ở mùa tới. Tiền vệ Casemiro là một trong cái tên gây ấn tượng nhất ở MU mùa giải vừa qua. Cầu thủ người Brazil mới đây đã lên tiếng khẳng định Quỷ Đỏ đang đi đúng hướng trên đường tìm lại ánh hào quang xưa. MU đang phát triển và tiến bộ. Có lẽ các bạn cũng nhận ra điều này phải không? Tôi luôn nghĩ rằng bất cứ ai khi nhắc tới MU là phải nhắc tới tập thể chiến thắng, có khát khao giành được mọi thứ. Nhưng bản thân chúng tôi cũng tự ý thức đây mới chỉ là giai đoạn đầu trong quá trình phát triển, vẫn còn nhiều việc phải làm. Chúng tôi đang tiếp thu ý tưởng từ huấn luyện viên trưởng để có thể tiến bộ hơn. Tôi nhận thấy rằng MU đang đi đúng hướng. Mùa trước, chúng tôi vô địch Carabao Cup, xếp thứ 3 tại Premier League, góp mặt trong một trận chung kết khác là FA Cup. Chúng tôi sẽ tiếp tục tiến lên bằng một đội hình tốt hơn với sự góp mặt của các tân binh. Mùa trước, Casemiro gia nhập MU từ Real với giá 60 triệu euro. Lập tức, sự có mặt của tiền vệ số 18 đã giúp MU cải thiện đáng kể với những vấn đề nơi tuyến giữa. Hiện cầu thủ sinh năm 1992 là nhân tố không thể thay thế tại Quỷ Đỏ.